về phu quân. Bao Cáp, người đâu? Đừng làm kinh động tới mọi người mà. Nhưng những con bò cạp này, tin này mà lọt ra bên ngoài, e rằng sẽ gây nên nội loạn đó. Đã có cha Na ở đây, để ta gọi cậu ấy. Cậu ấy sẽ xử lý êm đẹp mà thôi. Điện hạ, sao cha không cho thiếp lớn tiếng? Ngô bà, chuyện nhỏ như vậy không cần phải để cho mọi người lo lắng. Như vậy mà nhỏ sao? Xem chút nữa là chúng ta đã mất mạng rồi. Chẳng phải chúng ta đang bình yên ở đây hay sao? Ngô bà, bản thân của sợ hãi mới chính là đáng sợ đó. Cố gắng thoát ra khỏi sự sợ hãi. Nam mô A Di Đà Phật.